Trước mặt các bạn đây là một gia đình nhỏ bé tràn đầy hạnh phúc. Ừ thì không hạnh phúc một chút nhưng họ vẫn rất đoàn kết và yêu thương lẫn nhau kiểu như vậy chẳng hạn. Và đây là căn cứ mới của bọn mèo ngáo ngơ, các bạn cùng tham quan nhé. Đây là cái sân từ lúc anh em xã đoàn rời đi thì nó đã nhiều cỏ hơn. Vẫn chính này các bạn nghĩ để làm gì? Theo con edit thì chắc để thau phân của lũ mèo để khi đi vệ sinh nhìn sẽ sang chảnh hơn. Tiếp tục đây là hình ảnh người mẹ cùng đứa con nhỏ yêu thương nhau bằng cách riêng của họ. Đây là người ông nội thần thánh và người dì hiệp sĩ của tụi tôi. Và đây là thành quả của anh em xã đoàn sau những ngày không ngừng tạo ra những drama. Hàng thật hay giả thì chúng ta cần đến anh em xã đoàn kiểm chứng. Lúc này là do anh em xã đoàn phá quá nên con sen sợ nát cái nệm nên đành liều mạng lấy ra. Và sau khi phát mệt quá thì anh em xã đoàn nằm yêu thương nhau một cách không có sự giả trân nào. Cảm ơn các bạn xem video, có gì sai sót mong các bạn góp ý.